Cho anh sang Gia Lâm em ơi. Dạ vâng. Thế anh sang chỗ nào Gia Lâm ạ? Cái chỗ nào mà nó bán đất đẹp đẹp ấy. Ừ, là sao anh? Là chở anh ra cái chỗ nào mà bán đất đẹp đẹp ở bên Gia Lâm ấy. Anh đi mua đất đấy à? Ờ đúng rồi, anh đi mua đất. Uầy, anh mua nhiều không anh? Ờ, cũng nhiều phết đấy, cũng phải mấy chục. Mấy chục mảnh cơ? Uầy, anh giàu vãi. Giàu gì em, anh thường như mọi người thôi. Anh cứ khiêm tốn, đất bên Gia Lâm bây giờ nhá, đất đỏ ngang đất nội thành Hà Nội đấy. Anh thấy đất giá cả bình thường mà, có đất đỏ gì đâu. Mẹ, đất bên đấy cả tỷ bạc một mét vuông mà ông ấy kêu bình thường, đúng đại gia có khác. Mình đi thôi em. À anh ơi, thế anh đi sang đấy xong anh có về luôn không? Có chứ. Thế em chờ anh rồi em chở anh về luôn nhá. À, xong rồi anh cho em thêm cốc cà phê, công em chở anh. Ôi trời, được thế thì tốt quá, tiền năm không thành vấn đề em ơi. Dạ vâng, dạ vâng. Alo anh nghe đây. Ờ bây giờ anh bắt đầu đi. Chú cứ chuẩn bị cho anh như mọi khi ấy. Cái gì? Giá đất lên từ 10 đến 12 á? Thôi không sao, giá đất lên tí được mà. Má nó, từ 10 tỷ lên 12 tỷ một mét. Mà nói chuyện nhẹ như không. Anh lấy bao nhiêu á? Thì cứ như mọi lần ấy, 20-30 gì đấy. Ủa, lấy 20-30 mảnh luôn. Thế có mà đến này, hàng trăm tỷ mất. Cô đừng nói chuyện tiền bạc với anh. Tiền anh không thiếu, quan trọng đất phải đẹp. Quá khủng, tiêu mấy trăm tỷ mà như tiêu tiền lẻ. Anh mua xong ấy, giấy tờ phải rõ ràng, đàng hoàng, nhớ chưa? Ừ, không còn vợ anh nó lại nghĩ anh giấu giếm quỹ đen quỹ đỏ gì đó, không hay đâu. Rồi 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 rồi, ok ok, thế nhá. Anh ơi, em không nghĩ là hôm nay ấy, em lại được vinh dự chở anh đi đâu. Em cứ nói quá. Không, em có nói quá gì đâu. Cả cái cuộc đời của em ấy, em chưa bao giờ gặp một người giàu nào mà trông nó lại giản dị, khiêm tốn như anh. Không như mấy cái thằng ấy suốt ngày mặc vest giả vờ làm chủ tịch này với giám đốc nọ. Ui dồi ôi, toàn dởm hết. Đúng là người giàu có khác, luôn có phong cách và lối đi riêng. Chú đang nói đẻo anh đúng không? Chú đang nói đẻo anh đúng không? Không, em nói thật mà. Nhìn anh như này mới đúng phong thái của một chủ tịch, của một đại gia. Anh cũng bình thường thôi em ạ. Hôm nay em được chở anh ấy, ôi dồi ôi, em vinh dự quá. À, tiện thể anh hỏi luôn, cốp xe của em có rộng không? Dạ, rộng à? Ờ, anh muốn để đồ gì à? Ừ. À, em biết rồi. Anh tiện đường về anh mua quà, biếu đối tác đúng không? Anh yên tâm đi, cốp xe em rộng lắm. Mà nếu ý, hết cốp rồi, em cho anh để hết lên xe em luôn. Ôi, chất được lên xe luôn ý à? Vâng, xe mà không hết nhá, anh chất lên luôn em cũng được. anh khoái này. Em cũng khoái nữa. Hôm nay ý, em sẽ lăn xả hết mình để phục vụ anh. Ờ, anh nghe. Cái gì? Chỉ còn 20 bao thôi á? Thôi không sao, anh lấy được. Ờ, thế nhá. Ờ, anh ơi, anh lấy 20 bao gì vậy? À, anh lấy 20 bao đất. Hả? Hả cái gì? Thế anh bảo là anh đi mua đất về để trồng cái cảnh mà. Đi mua đất về để trồng cái cảnh mà. Ờ, ờ cái gì? Chở anh sang đây đi. Mà này, nhớ tí nữa ấy, phải cho anh chất cái đất lên xe của em đấy. Hả? Ôi dồi ôi.